income khủng ngay ngày grand opening. Với hơn 150 thợ làm việc liên tục từ sáng đến tối, tổng diện tích là 10.000 square feet, 100 ghế và 50 bàn neo. Với những con số thật khó tin bên trên, liệu đó có phải là sự thật hay không? Mời các bạn hãy xem video ngày grand opening của tiệm Milano ở The Hague. Đây là Milano The Hague, được nhiều người biết đến là tiệm nail khủng nhất nước Mỹ, nhưng nay lại càng khủng hơn. Như chúng ta đã biết, cách đây chỉ ít tháng, tiệm có diện tích 6.000 square feet với hơn 100 thợ cùng 50 bàn và 20 ghế. Do khách hàng quá đông, anh Ryan Toàn Nguyễn và anh Thái Trần quyết định mở rộng tiệm lên gấp đôi với diện tích 10.000 square feet, 100 ghế, 50 bàn nail. Tiệm hiện đã có 150 thợ và tương lai có thể lên đến 200 thợ. Chưa có expand ra thì nó là 1.2 triệu à. Bây giờ expand ra nữa thì anh nghĩ gần 2 triệu á. 100 ghế em có thể có 200 người technician làm. Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay 18 tháng 9 là ngày mà chúng tôi đã chọn để grand opening cho cái phần expansion của tiệm Milano The Hague. Và xin mời các bạn vào bên trong sẽ thấy những gì mà chúng tôi offer trong ngày grand opening nhé. Hello em. Thưa các bạn, đây anh Toàn là director, là người partner mà chúng tôi thường gọi là partner kim cương của chúng tôi. Sau khi hoạt động hơn một năm thì tiệm existing của Milano ở cái phần này đã lên cái con số rất khủng. Đây là phần front desk mà để cho hơn 20 front desk phục vụ khách hàng một lần. Chúng tôi nới rộng front desk ra thêm 5 feet nữa, thành ra nó tạo thành cái khu vực front desk rất là hoành tráng. Sau khi expand ra thì chúng tôi phải làm sao cho nó đồng thanh đồng thủ, cho nó match với lại cái design cũ, cho nên là nhìn bên này nó cũng giống như bên kia. Đây là phòng pedicure, bây giờ nó là phòng pedicure số 4. Khách vào cùng một lúc thì chúng tôi có thể chứa đựng hơn 150 khách một lần. Hiện nay thì Milano đã lan trải lên tất cả các kiểu bang khác nữa. Milano ở Denver, Milano ở Phoenix và Milano ở California. Và chúng tôi đang có ý định là sẽ mở qua những tiểu bang miền đông như Atlanta, như Florida. Đây là những hình ảnh đầu tiên của ngày grand opening. Dù chỉ nửa giờ mở cửa, tất cả các bàn ghế trong tiệm đều kín khách. Ngoài ra có rất nhiều khách phải xếp hàng chờ đợi. Vui mừng hơn nữa, đây cũng là ngày sinh nhật tròn 1 năm của tiệm Milano The Hague. Với số lượng khách đông như vậy, tiệm đã đạt income đáng mơ ước trong ngày mở rộng đầu tiên. Nhưng mà lúc cái hai khai trương đó, chú biết không? Con cũng không biết tại sao luôn, con mở cửa đông gì mà đông, không còn ghế ngồi luôn chú. Ngoài sức tưởng tượng luôn á, khách vô đợi 2 tiếng đồng hồ để làm cái manicure. Đây là khu manicure, đông như nào giờ hết chỗ ngồi rồi. Nếu như không mở cái phần bên kia thì khách sẽ đứng chờ. Đây là cái phòng pedicure cũ, cái phần mà lúc trước đó mà giờ nó không còn chỗ bàn ghế luôn. Đây là cái phòng pedicure lớn nhất và cũng không còn chỗ để mà ngồi. Pedicure là hết rồi nha. Bây giờ mình mời quý vị qua cái phòng kế bên, tức là cái phòng mà expansion vừa mới mở xong nha. Trước đây thì thưa tất cả quý vị, nó chỉ có một phần bên này thôi. Và bây giờ ngày hôm nay chính thức chúng tôi mở ra cái phần còn lại nhá. Và đây là cái nguyên cái phần bên này là vừa mới expand ra xong. Anh Thái Trần đang đứng đây để bắt tóc của anh chút xíu. Sao? Hello. Mở cửa lúc mấy giờ? 10 giờ. Sao giờ đông? Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Bẩm sinh không có grand opening nó là đã đông rồi. Sở dĩ tại sao chúng tôi phải cộng thêm cái phần này nữa là bởi vì quá đông, nó quá tải, cho nên phải mở ra. Thì bây giờ chúng tôi mở ra cái phần này là giống như là ông nó vỡ tổ, là nó tràn ra và nó đông liền. Cái chỗ mới mở bên này là phòng pedicure có 3 phòng. Không biết là có bước chân vô được hay không, nhưng mà thưa tất cả quý vị rằng là đông hết, không còn chỗ nào để mà có thể đấy. Có rất là nhiều người thấy hình ảnh này xong rồi nó ủa làm sao quản lý được như thế này. Đây là một những cái thí dụ điển hình để cho quý vị thấy rằng chúng tôi quản lý như thế nào. Ở có mỗi phòng là sẽ có những người manager đứng canh để mà service cho nguyên cái phòng này đó, thấy không? Có mặt ở đây, chúng tôi hiểu được tại sao Milano The Hague lại thành công như vậy. Đó là nhờ anh Ryan Toàn Nguyễn với biệt tài quản lý và điều phối hết sức nhịp nhàng, cùng đội ngũ manager đã được anh huấn luyện kỹ lưỡng, nhiều người như một.
cái tiệm nail mà có cái dàn Fendt khủng nhất nước Mỹ á. Người ta ngồi ta thấy cái tiền, người ta nói còn lấy gì ăn, nhưng ta không biết rằng là nó sell bao nhiêu. Đông vậy nhưng mà mỗi người một công việc hết á, biết là phải làm cái gì hết. Mấy đứa nó vô là nó biết bổn phận của nó làm cái gì, cái gì, cái gì, thì anh làm cái gì đó, thì mỗi người cứ chia nhau một công việc sẽ làm hết. Khách hàng được đón tiếp tận tình, từ cửa dẫn đến chỗ ngồi, chăm sóc từng ly nước. Khi thực hiện dịch vụ, mọi yêu cầu của khách đều được đội ngũ này lắng nghe và giải quyết. Và đặc biệt, khi ra về, mọi khách hàng đều được các quản lý kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của tiệm luôn ở mức cao nhất. Ra ngoài, 5-6 receptionist của tụi anh check cái quality của khách. Thì thật ra anh nói khi mà tay nghề của em giỏi, em tự tin, em có bản lĩnh, em làm, thì cho dù có 10 người, 20 người chắc em cũng không có sợ. Chính vì thế, mọi khách hàng chỉ cần đến một lần với Millennial The Hay, chắc chắn họ sẽ quay lại và trở thành khách hàng thân thiết nhất của tiệm. Mà nhờ cái chỗ, cái lực lượng mà nó hùng hậu như vậy, thì cái customer service cho từng người khách một á, nó mới lên tới hàng đỉnh. Để có được số lượng khách hàng đông trong ngày Grand Opening như vậy, Millennial đã biết tận dụng marketing online, các kênh social media như Facebook, Instagram, TikTok để tạo ra các chiến lược promotion, qua đó thu hút hàng trăm lượt khách trong ngày mở rộng tiệm. Trước khi tiệm mở thì anh cứ bỏ lên social media, cái nào cần trả tiền để quảng cáo thì anh trả tiền. Thì khi mà em làm tốt thì người ta tới, người ta cho em good review xong, người ta recommend bạn bè này nọ nữa, thì bắt đầu khách nó cứ nó tới. Với số lượng khách hàng lên đến hàng trăm, một vấn đề lớn với anh Ryan Toàn Nguyễn đó là việc sắp xếp, đặt hẹn cho khách một cách hợp lý. Là một người quản lý tài năng, anh Ryan Toàn Nguyễn đã biết tận dụng công nghệ vào vấn đề này. Phần mềm Coach Booking của Fastboy Marketing đã được anh vận dụng triệt để, sắp xếp cuộc hẹn cho khách một cách gọn gàng. Đây là phần mà đặt hẹn nè, do anh dùng phần mềm này của Vương để mà đặt hẹn trong tiệm. Đây là cái hệ thống mà đặt hẹn mà Vương bên công ty Vương Go Check-in làm custom dẫn. Đó, một hàng dài như thế này. Thì cái phần mềm này của Vương được cái là khi mà Vương viết ra đó là coi như dùng cho bao nhiêu thợ cũng được luôn. Là bao nhiêu thợ thì chỉ cần thêm màn hình thôi. Hai cái hai bên, các bạn đang nhìn anh này đang đặt hẹn nha. Bên kia người ta cũng đang đặt hẹn nha. Đó là cái màn hình kế bên đó. Rồi đem tiếng rồi. Đó là cũng đang đặt hẹn liên tục luôn. Chị Liên làm điếc, chị Thu làm chân, mai một cái chân. Đó, anh Toàn bữa nay anh không có thời gian nói chuyện với Vương đâu, rất là bận rồi. Chung thấy mấy anh bạn, mấy anh chị đông khách thì Vương cũng rất là mừng. Bữa nay thấy phần mềm của mình chạy là nó ổn định, nó không bị đứng hay là không bị này bị kia là vui lắm rồi. Nếu như phần mềm của Vương mà chạy được trên một cái tiệm mà cỡ này rồi thì chắc Vương nghĩ là ở những cái tiệm khác thì chắc là nó cũng sẽ chạy tốt thôi. Hiện tại thì anh thấy Fastboy là cái mà nó take care được nhiều tiệm nail nhất. Với diện tích quá rộng, tiệm chia thành nhiều khu vực khác nhau, anh Ryan Toàn Nguyễn đã sử dụng sản phẩm POS trên Clover Flex giúp khách có thể tính tiền tại chỗ, vừa giảm tải cho khu vực tiếp tân, vừa đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách. Cái POS của em, Clover Flex ấy, nó nhỏ, nó gọn rồi nè. Tiết kiệm thời gian cho khách, em đến tới từng chỗ để em tính tiền cho khách luôn. Rồi từ đó nó connect vô cái POS của em để ra lương luôn. Thì hàng ngày thì mấy anh chị sẽ biết được cái total của người ta làm như thế nào. Anh thấy cái đó nó rất là tiện lợi. Theo anh thì anh khuyên là những tiệm nail á, nên xài cái đó để nó tiết kiệm thời gian và nhìn cái tiệm mình nó more professional hơn. Qua câu chuyện của anh Ryan Toàn Nguyễn và tiệm Millennial The Hay, có thể thấy để thành công trong ngành nail hiện nay, ngoài đảm bảo chất lượng tốt và quản lý, còn cần phải áp dụng các hình thức marketing và các sản phẩm về công nghệ để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Thật vui mừng khi được chứng kiến một ngày Grand Opening của khách hàng Fastboy Marketing đạt được thành công chưa từng thấy. Ngoài sức tưởng tượng trong ngành nail, đội ngũ Fastboy Marketing kính chúc anh Ryan Toàn Nguyễn, anh Thái Trần cùng hệ thống Millennial ngày ngày càng phát triển và nhận về nhiều thành công rực rỡ hơn nữa trong tương lai.